bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Một cuốn kinh rất khó tụng. Tục ngữ nói rằng, nhà ai cũng có một bộ kinh khó tụng. Lúc nào thì mới tụng xong bộ kinh này, không ai có thể biết. Lúc nào thì có thể tụng được bộ kinh này, cũng không ai biết được. Người tu đạo chúng ta hễ có tụng hết được bộ kinh này thì đến với những bộ kinh khác sẽ hiểu được rất dễ dàng. Ngày hôm nay tôi nói với các bạn nhân duyên này vì tôi muốn các bạn hãy đề cao cảnh giác về vấn đề sinh lão bệnh tử. Khi gặp cảnh giới trên, tức là chuyện sinh lão bệnh tử, thì các bạn phải nghĩ cho thông suốt, buông bỏ hết mọi sự, đừng nên bị cảnh giới ràng buộc, chằng chịt, tốt nhất là đối cảnh, vô tâm. Nhìn mọi sự mà tâm không động, coi như là chuyện bình thường. Nếu ai chẳng động tâm, thì đó là như như, bất động, liễu liễu, thường minh. Người đời ai cũng bị cảnh giới khống chế, lay chuyển, chứ không thể thay đổi được cảnh giới. Bởi vậy, họ bị hoang mang chẳng có mục tiêu, không tự làm chủ được đường hướng, tông chỉ của đời mình, luôn luôn hồ đồ mê muội cả đời. Sanh ra hồ đồ, chết rồi mê muội. Một lần mình sai lầm mà không biết giác ngộ, rồi lại tái phạm, sai lầm cứ lưu chuyển mãi trong lục đạo luân hồi. Cũng giống như kẻ chơi cờ bạc vậy, đã bị thua mà vẫn muốn tiếp tục, cho nên người đời nói rằng, bớt ăn, bớt uống, dùng tiền để đánh bài là ý như thế. Kẻ phàm phu lúc nào cũng muốn đánh để gỡ lại tiền đã bị thua, nhưng càng đánh thì càng thua thì càng muốn đánh. Rốt cuộc là xa vào chỗ bùn lầy, không thể rút chân ra được. Kết quả là nhà tan cửa nát, bao nhiêu tài vật trong nhà đều mất hết. Ý nói rằng là pháp bảo của tự tánh cũng bị tiêu mất. Thế mà mình không biết phản bổn hoàn nguyên, quay về với gốc nguồn, không biết hồi quang phản chiếu, tự soi tâm mình để bỏ bờ mê trở về bến giác. Càng không biết quay lưng với trần lao để hợp nhất với giác tánh. Người đời thì sanh rồi lại chết, chết rồi lại sanh, ở trong biển khổ sanh tử, muốn phấn đấu để thoát ra, nhưng vừa mới ngoi đầu lên thì lại chìm xuống, vĩnh viễn chẳng bao giờ thoát khỏi biển khổ cả. Người xuất gia cần phải nỗ lực tu hành, nếu không thì chẳng bao giờ ra khỏi lục đạo luân hồi. Nếu bạn biết cấp lưu dũng thối, nghĩa là hễ thấy nguy hiểm thì thối lui. Nếu bạn biết đánh bài là chuyện không tốt, nhưng nếu bạn biết quay đầu lại cũng chưa muộn. Lúc ấy, bạn sẽ hiểu rằng ai đánh bài thì người ấy thua tiền, chỉ có kẻ không đánh bài mới là người thắng mà thôi. Cũng giống như đánh cờ, khi có thua có ăn, nhưng người không đánh cờ thì vĩnh viễn không thua cũng không ăn. Lấy triết lý trên đây để soi sáng tâm mình, do đó mà hiểu rõ đạo lý hơn. Các vị thiện tri thức, hãy thống niệm sanh tử, phát tâm bồ đề, đừng nên trôi nổi trong biển khổ nữa. Ai không muốn ra khỏi biển khổ thì đều là kẻ ngu muội. Nếu cứ mãi tham luyến hồng trần, cho là vui là sướng, thì bộ kinh khó tụng này bạn vĩnh viễn chẳng thể tụng hết được. Chúng ta đã xuất ra rồi thì không nên tụng lại bộ kinh chẳng thể tụng hết được này nữa. Ha ha ha, 问什么的说。